Rồi, chào các bạn, anh Phi sẽ tranh thủ tập bay tập 4 đây. Anh Phi sẽ tranh thủ tập bay ngày hôm nay cho xong cái đã. Mỗi ngày mình làm một buổi thôi. Trước mặt các bạn là lĩnh kỉnh đồ đạc, nào là sạc, rồi nào là gimbal, rồi nào là chân máy, là đủ thứ hết. Và có một cái máy chụp hình phía bên này nữa. Hôm nay anh Phi sẽ không làm bằng máy chụp hình. Máy chụp hình rất là cực, cho nên là anh Phi sẽ làm bằng cái điện thoại. Ở phía sau đó chính là mấy cái nệm đó các bạn. Tối thứ bảy và tối thứ sáu và tối thứ bảy là anh Phi thường hay kéo nhau ra đây ngủ ha, cho nó vui. Rồi các bạn thông cảm mấy cái lĩnh kỉnh đó, không có vấn đề gì đâu. Bây giờ chủ yếu của chúng ta là vấn đề bay ha. Bây giờ anh Phi sẽ nâng góc máy lên và anh Phi sẽ chỉnh để chúng ta có thể làm sao để dễ dàng để chúng ta có thể thấy cảnh anh Phi tập bay. Và cái viên pin thì anh Phi cũng đã sạc rồi ha. Đấy, viên pin thì sạc rồi, giờ chúng ta sẽ cho pin vào cái đã. Muốn chơi thì chúng ta sẽ sạc đầy pin các bạn. Sạc đầy pin và khi chơi thì chúng ta sẽ cho pin vào, học pin đàng hoàng. Nhưng mà khi mà bay như vậy là anh Phi rất là sợ. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì là phải tắt hết quạt, nóng lắm mấy bạn ha. Bật on luôn đi. Rồi, xong. Sau đó chúng ta sẽ bật on tay điều khiển lên nha. Ở nhà cho nên anh Phi mặc quần đùi, các bạn thông cảm nha. Rồi sau khi bật tay điều khiển lên thì nó sẽ kết nối với máy bay theo cái hình là chiếc xe. Thì chúng ta nè, anh Phi đẩy cần lái nên nó sẽ chạy tới chạy lui ha. Nhưng mà phải kích hoạt lần đầu. Kích hoạt lần đầu bằng cách đẩy ga, tay ga lên 100%, sau kéo xuống ha. Xong sau đó thì nó mới chạy được này không? Nè tới lui nè. Nó không có focus đằng đó. Đấy, nó focus đằng đó rồi. Tới lui nè. Rồi trái phải ha. Đấy, nó nằm trên bàn cho nên là chạy không khéo là nó sẽ rớt xuống vực. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu bay cho các bạn xem nha. Rồi anh Phi sẽ giữ máy bay ở trong cái tầm quan sát của camera ha. Anh Phi sẽ tập trung vào cái máy bay của mình, nếu không mà nó da vô trong cái màn hình TV thì mệt lắm ha. Bây giờ bắt đầu cất cánh nha. Nhưng mà trước hết thì gạt ga xuống bằng không, chút nút chức năng chuyển về chế độ máy bay thấy không? Đây, đây chế độ máy bay. Rồi, bắt đầu anh Phi sẽ bắt đầu bay đây nha các bạn. Rồi, cất cánh nè. Nhưng mà trước khi đó thì anh Phi sẽ xoay nhẹ cái góc lái để anh Phi lấy cái đuôi nó quay về hướng anh Phi cái đã. Để anh Phi sang trái là sang trái, sang phải là sang phải. Hôm nay đã là buổi tập thứ tư rồi, mỗi một ngày một lần. Thì hôm nay cũng là ngày thứ tư ha. Tập thứ tư anh Phi phát hành mà anh Phi cũng chỉ mới có cất cánh và hover thôi. Anh Phi vẫn chưa lái đâu nha. Anh vẫn chưa xoay vòng vòng đâu. Mới là sang trái, sang phải, tới lui thôi. Nó còn xoay vòng vòng nữa ha. Bay vòng vòng đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhích ga nhẹ ha. Để chúng ta cất cánh. Khi các bạn cất cánh nhẹ nhẹ vậy nè là nó lắc các bạn thấy không? Nó lắc nó sàn sàn thấy không? Nó lắc nó sàn sàn thấy không? Nè hất lên nè. Hất lên nè. Đó thấy không? Rồi giờ chúng ta sẽ giữ làm sao để nó nằm ở trong tầm lái của chúng ta. Anh Phi cất ngã cái đã, anh Phi tăng cái cường độ ga lên ha. Anh Phi cộng cái ga lên để cho nó mạnh mẽ chứ. Anh Phi đang cộng ga nè. Cộng ga là khi các bạn đẩy một rồi nó sẽ cộng thêm á, thành là 1.5 hoặc 2 chẳng hạn. Anh Phi lên tới 90% đi ha. Rồi 89% rồi, tại vì chớ 90% anh Phi không đẩy ga ở đây, máy bay nó vẫn quay nè. 89 90 nè, thấy không? Anh Phi không đẩy ga bằng không mà cánh quạt nó vẫn quay các bạn thấy không? Cho nên là chúng ta xuống khoảng 98 thôi ha. Anh Phi đẩy ga nhẹ cái là nó quay nè, thấy không? Như vậy đi cho nó khỏe ha. Rồi có cánh lên giữ cover trong tầm lái của chúng ta nha. Luôn luôn là như vậy. Cái việc tập cover này á, nó giúp cho các bạn á, là làm quen với tay điều khiển và quen với việc nâng ga như thế nào, hạ ga như thế nào cho hợp lý. Cái viên pin này á, là cái viên pin tương đối cũ rồi, cho nên nó là cái giữ pin của nó không có được nhiều, không có được lâu lắm. Thường anh Phi sẽ bay khoảng tầm 5 phút là viên pin nó sẽ yếu thôi. Luôn luôn giữ ga như vậy. Anh Phi bay lại gần cây mai của anh Phi nè. Anh Phi không dám ra ngoài kia, ra ngoài kia có quạt. Ra ngoài kia rồi đó. Trở lại. Các bạn phải
tập trung vô máy bay ha. Kèn ra anh Phi mới chỉ ra này rồi, mới là cover thôi nha, chưa phải bay đâu nha các bạn. Bay là phải trở đầu rồi, trở đầu rồi nó các bạn phải bay ngược trở lại các bạn được, chứ không phải ve lui. Cái này là anh Phi đang ve lui nè, anh Phi đang ve lui lại anh Phi nè, thấy không nè, chừng nào nó trở ngược lại như vậy được nè. Mà các bạn bay như là các bạn bay qua giày nè là mới gọi là bay, còn giày mới là cover thôi, thấy không. Đồ chơi giá nó rẻ các bạn, cho nên chúng ta sẽ không yêu cầu nhiều được đâu. Những cái con Mavic hoặc là những cái con Phantom á, giá trị nó cao, khoảng tầm mười mấy 20 triệu á, thì nó bay mới được lâu. Cái viên pin của nó thường là bay được khoảng nửa tiếng hơn á. Rồi bây giờ là đồng hồ quay của chúng ta đã hiện 6 phút rồi, là anh Phi đã bay được khoảng 4 phút rồi đó các bạn. Bây giờ anh Phi sẽ tăng ga lên luôn nè, tăng 100% ha, để anh Phi tiếp tục bay. Anh Phi khai thác hết cái lượng pin còn lại phía trong này. Anh Phi lắc nè, đó, anh Phi lắc là giống như là bay đang bị bão rồi đó. Đấy, lên hết ga rồi đó mà nó vẫn xuống. Ô lên, lên, có lên, có lên. Về, thấy vậy. Rồi hạ ga xuống bằng không, hạ ga xuống bằng không. Rồi nó đi đâu mất rồi, anh Phi sẽ phải đi lượm nó lại nhé. Đây mấy bạn, anh Phi đã lượm nó lại rồi và thời gian bay của nó cũng đã hết rồi. Và bây giờ anh Phi sẽ để cho pin nguội ha, bằng cách anh Phi để cho pin nguội, anh Phi tắt đi. Ôi chù anh, rồi xong rồi anh Phi tắt luôn, anh Phi để đây cho pin nó nguội khoảng 10 phút anh Phi mới sạc lại nha. Anh Phi để như vậy và cho pin nó nguội và 10 phút sau anh Phi mới sạc lại, chứ anh Phi không đi sạc liền. Cái đó là kinh nghiệm của các anh trên máy bay ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.